trước đã. Đúng rồi đấy. Đây. Ở đây. Đi đây. Gỡ là gỡ vậy nha. Này. Và đây. Này. Và đây. Anh em mình bẻ cho này. Hả? Ok. Cái này là anh em mình kiểm tra pin trong máy. Anh em mình ấn một cái, hiện tại là nó còn 2 nấc pin. Gỡ cái này thì lưu ý là anh em mình sẽ gỡ đây nè, anh em mình đẩy nhẹ lên. Anh em mình đẩy nó lên. Gỡ ra nè, nó có đồ giữ nè. Gắn lại cũng tương tự, anh em mình để vô, đẩy nhẹ cái chỗ này cho. Anh em mình đẩy lên, gỡ ra. Để bảo vệ. Đúng rồi, còn cái này là anh em mình gỡ nó ra. Gỡ nó ngay chỗ này ra nè. Khi bay là bắt buộc gỡ hết cái này ra. Gỡ hết. Đây là sạc ha. Cái này là để sạc cho cái remote. Sạc remote là mình gắm vô đây. Lúc mà sạc remote là cái này là mình gắm vô đây nè, lấy cái này gắm vô đây. Ha. Cái đầu này là anh em mình sạc cho từng cục pin, nhưng mà vì rằng cái bộ này một bộ, do đó là nó đã có cái bộ này, anh em mình sạc 4 pin ra cùng một lúc rồi. Đó. Thì mình sẽ gắm vô cái bộ đó là một, với lại cái thứ hai là cái này là anh em mình gắm vô đây để sạc sạc cho cái remote. Ok. Bây giờ cái việc tiếp tục là kiểm tra coi là cái lượng pin ở trong cái remote này hiện tại còn 30%. Gỡ ra. Gắn iPhone vô. Sẽ gắn. Ngược nhau nha, chứ không phải là nó cùng hướng này mẻ là nó gãy cái này liền đó. Gắn phone là gắn vô đây. Đó. Gắn iPhone. Gắn vô chỗ này. Đơn giản lắm. Là mình đẩy ra cái dắt này đó. Bây giờ mới là tới cái công đoạn mở máy. Mở máy là anh em mình ấn hai cái, 1, 2 giữ đó, đèn sáng đó. Này ấn cũng tương tự, 1, 2 giữ cho tới khi chữ nó có chữ connecting. Dạ, đợi chút xíu là nó sẽ tự connect với nhau đó. Khi nó connect với nhau, hiện tại là nó báo cái lượng remote của anh em mình á, ở đây là còn 29%, lượng pin ở trong đây là còn 26%. Thì trong cái bước đầu tiên là mấy anh em mình là phải acti máy để sử dụng được máy, thì phải đao cái app DJI Go 4 nè. Anh em mình đao về đó, từ từ đó, nó phải acti máy nè, nó giống hệt như iPhone này đó, phải acti máy. Ok, đặt em nó tên là Mavic luôn đi nè. Mavic, cái này là mỗi cái iPhone vô là phải acti kiểu khác? Không, chỉ trong lần đầu thôi. Nhưng mà anh về anh nhớ điền cái email của anh vô nha, là anh em mình phải anh em mình tạo account trên DJI á, một account riêng thôi. Cái này là do mạng nó yếu á. Để mở 3G lên luôn để tiền. Đi update firmware là về nhà, hiện tại là từ từ hãy update firmware ha. Xong rồi đó. Đó, giờ là vô bình thường. Đó, thấy không? Đó. Đó. Cái này là anh em mình, đó, anh em mình sẽ lựa, đó, chúng nhìn nè, cái này là nó sẽ lựa chọn những cái điểm mà nó ra nó tập trung. Anh em mình focus nè. Mình muốn chụp ảnh là chụp ở đây, ví dụ vài bữa nữa ra biển á, cất cánh xong là anh em mình chụp ảnh á.
một bớt. À, cái này là di chuyển camera, khi mà mình quét qua trái là nguyên cái thân camera, có nghĩa là lúc mà nó đang bay rồi á, có nghĩa là camera nguyên cái thân nó sẽ chuyển qua trái. Lít qua đây là nguyên cái thân camera nó sẽ chuyển qua phải. À, cái cần này là anh em mình tiến về phía trước, cần này gạt về phía sau là lùi lại về phía sau. Cái này là anh em mình đó là dây ngang qua trái, dây ngang qua phải. Cái cần này là anh em mình khởi động máy để cho cái máy bay nó cất cánh lên. Cái này là mình hạ cánh xuống. Bây giờ em sẽ khởi động máy bằng cái cách là anh em mình kéo xuống đây. Được rồi. Hiện tại là nó hơi không có cân bằng chỗ này nè. Mình phải tháo cánh ra trước cho nó an toàn. Lưu ý trong cái việc mà anh em mình tháo lắp cánh thì ở đây là nó có cái màu trắng, ở đây màu đen, ở đây màu đen, ở đây màu trắng anh nhìn. À, thì cái màu đen nó sẽ lắp theo màu đen. Có nghĩa là anh em mình đè nó xuống, anh em mình ấn qua trái. Cái này là tương tự ấn qua phải, đè xuống ấn qua thôi. Đó, là cái phương pháp lắp ráp của cái cánh Mavic. Thì bây giờ em sẽ khởi động lại máy. Tại nên mình đang trong nhà. Đó, là khởi động máy. Hiện tại nó đang báo đằng trước là nó có vật thể ở đây đó. Là nó báo có vật thể đó. Đó, là nó báo có vật thể đằng trước là nó sẽ né mình thôi. Đó. Cái này là cất cánh. Cái này là hạ cánh. Giữ liên tục ở xuống dưới đây là nó bắt đầu nó hạ xuống và nó tắt máy luôn. Khi nào mà nó tiếp đất thì nó mới hạ xuống sát đất và nó tắt máy. Ok. Rồi. Ủa nhưng mà bình thường anh muốn quay quay chế độ mấy ca vậy? Chuẩn YouTube được. 1.20x1.80. À, là 1.50 đúng không? Em chỉnh luôn ha. Cái này nhắc lại nha, cái này chụp ảnh, cái này ghi hình. Nó ghi lại vô trong iPhone không? Không, nó ghi trong đây. Bộ nhớ của iPhone chỉ là nó lưu lại thôi. Cái cache nó lưu lại thôi. Cái dung lượng trong này lớn. Nó nằm trong thẻ. Hiện tại là cái thẻ mà theo máy của nó là 16GB. Thì mình có thể sử dụng cái thẻ xịn mà anh Tuyên mua là GoPro đó, mình sử dụng vô. Ủa cái thẻ kia là bên Z6 có đổi chưa? Có đổi thẻ mới chưa? Tại quay dung lượng nhiều quá chưa đổi nữa. Sao qua ổ cứng đi. Ủa cái thẻ này bán nhiêu thẻ vậy? Thẻ vừa cháy hàng là hết à. Dạ. Đợi thôi. Dạ. Hôm bữa còn nghèo, hôm nay giờ cháy hàng rồi. Tại xài này mới xài thẻ 128GB hết full hết chứ. Full nhưng mà full anh chơi theo kiểu giống em á, anh xài cái ổ cứng á, anh xài cái ổ 2T á, em xài xíu nữa cho coi. Cái ổ 2T mỗi lần xài xong anh em mình chép vô đó, chép xong cái xóa hết luôn đi, có thẻ mới xài. Vậy cho nó dễ. Chứ bây giờ tự nhiên lúc nào mình đi mình xài laptop làm gì, ai đỉnh không mang laptop, mang ổ cứng là đủ rồi. Rồi để nói lại. Hiện tại nè, anh thấy nè, ở cái chế độ này anh em mình chỉnh trong đây ha. Bây giờ em chỉnh cho anh là cái chế độ cao nhất của nó là 4K nè, thấy nè, 4K 2K7. Ở dưới đây là 1080 chỉnh nha, chỉnh 1080 nha. Ok. 1080 thì nó sẽ có những cái tiêu chí sau đây nè. Nếu mà đi chơi dã ngoại ở ngoài trời rồi mấy kia anh em mình chọn 48 frame thôi. À. Còn nếu mà liên quan tới những cái hoạt động mà mình muốn là làm slow motion á, làm slow motion biết rồi vậy, anh em mình chọn 96 frame. Nhưng mà thôi bây giờ em tạm thời để 48 frame thôi. Tại vì nếu mà anh bay á là anh sẽ thấy nè, vài bữa trước nè anh cho chú coi là vừa bay cái cảnh ở dưới kia nè. Bay cái cảnh là bay cái cảnh đu xe nha. Ví dụ alo này nó nó tại nó đang vô cái này rồi, nó không có cho hiển thị ra kìa. Xíu mở cho coi, có nghĩa là cái clip mà em xuống Đại Nam em quay cho dân đu xe á. Yeah. À, xíu nữa sẽ thì hiện tại là anh em mình đang để ở đây nè, 1080 48 frame. Ok, với cái thẻ này ở cái chế độ này thì anh em mình quay được tầm khoảng 52 phút là nó sẽ đầy cái thẻ này. À, là lộn, đầy cái thẻ trong đây. Yeah. Pin thì hiện tại là trong bộ combo là anh đã có 2 pin trong đó nữa rồi, với thêm cục này nữa là 3 pin. Trong đó đã có bao gồm một cái hút sạc cho nên mình sạc 4 pin nè. Cái đó thôi, không cần mua thêm gì nữa. Ok. Còn cái vì rằng á là anh không có nhiều thời gian để em hướng dẫn bay vừa rồi ha. Yeah. Nên sẽ anh em mình sẽ có cái bước như này. Anh để ý ha, lúc mà anh em mình khởi động máy lên giống hồi nãy rồi đó, nó sẽ vô màn hình như vậy. Yeah. Nhưng mà mình đang ở trong cái trường hợp là mình muốn từ từ nha, đừng có update nha. Mấy cái phim quay mới chừng nào nó ổn định rồi em nói anh update thì anh hãy update. Yeah. Chứ còn hiện tại anh update nhiều lúc nó bị fail quá. Thì mình click vô chỗ này nè, mình ra ngoài trang chủ ha. Ví dụ ở đây là vô cái app á. Anh click vô đây là nó sẽ vô là cái việc mà anh em mình đang điều khiển thiết bị được gọi là trực tiếp. Bây giờ mình quay nó về là trang chủ, mình chưa bay rành mà. Yeah. Thì mình phải tập bay. Mình click vô chữ Academy. Ok. Thì trong cái danh mục đầu tiên của nó là nó sẽ có là cái đây của nó là Flight Simulator. Này mình nhấp vô. Thì cái chương trình này là cái chương trình giả lập của cái việc bay. Thì
khi mà hai thiết bị nó nối với nhau rồi nha, phải mở hai thiết bị nha, thì mình mới vô được cái app của nó để mình tập bay. Anh nhìn nè, đó, gạt hai thiết bị, đó là tương tự cái con Mavic ở trong app này, nó sẽ khởi động cho người bay đó chú. Dạ, cái này là mình cất cánh lên. Đó, thấy không? Tiến thẳng về phía trước. Đó. Lùi lại về phía sau. Thấy không? Đó, thấy không? Đó, dê ngang qua trái. Dê ngang qua trái thì lưu ý ha, tại vì nó sẽ ngược theo cái hướng của mình, có nghĩa là dê ngang qua trái thì cái này nó sẽ dê ngang qua phải. Mặc dù cái cần của mình qua trái. Ha, thì mình phải lưu ý cái điều đó. Do cái app nó hơi ngược thôi, đó. Cái này là nó qua phải. Nếu tại vì hiện tại anh để ý nè, còn ở ngoài chạy là gian qua trái là bay đúng qua trái không, không không, thật ra là do là cái cần cái camera hiện tại nó đang theo hướng này, nó hướng về mình thì mình gian qua trái thì nó mới gian qua phải. Còn nếu mà anh muốn mà cho nó theo đúng hướng của anh em mình setup á, giống như con này hiện tại đang ở đây nè, đó có nghĩa là cái camera nó cứ phía trước thì gian ngang qua trái nó sẽ gian ngang qua trái, gian ngang qua phải là gian ngang qua phải ha. Giờ nó bị ngược hướng camera của nó thì mình đừng có đối diện camera và mình đứng sau lưng nó thôi. Dạ. Thì nó chiều trái là chiều trái, chiều phải chiều trái phải, tại mình đi mình dạ. đối với nó phải dạ nó dạ. Còn cái này là anh em mình xoay cái này lại anh tune ha, đó hồi nãy có nói bây giờ nhắc lại ha, là xoay nguyên cái camera. Nhiều lúc mình thấy cái chỗ cái vùng biển đẹp quá mình lướt đó. Dạ. Đó thì nó xoay nguyên cái thân, cái này là xoay nguyên cái thân qua phải đó. Cái này là anh em mình cất cánh thêm ở độ cao nè, anh nhìn nè, 11m 12m nè, độ cao 2. Cái này là tính từ cái vị trí được gọi là ở cái remote, vị trí trung tâm của remote. Là nó cách xa là 25m. Anh em mình sẽ hạ xuống và lùi lại. Anh nhìn nè, đó, 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 đó. Thì cái này nó sẽ hiệu chỉnh xuống là bây giờ nó còn có 1, nó còn có 3m xa cái vị trí remote thôi mà. Anh em mình lùi lại tiếp. À không, anh em mình sẽ lùi lại đây. Đó, anh ấy là từ từ. Lùi lại đây tí. Đây, mình sẽ hạ cánh xuống là bằng cái cách này. Ha. Yeah. Anh giữ cần anh giữ liên tục cũng được, nó đâu có gì đâu. Anh thả ra là đứng yên mà. Chừng nào mà nó gần tiếp đất á, là nó sẽ có cái cảm biến ở dưới đây để nó phát hiện là cái đó là một cái landing. Yeah. Để anh em mình landing. Ha, thì nó mới cho hạ cánh. Còn cái cách thứ hai nữa để anh hạ cánh á là anh ví dụ là anh ấn go home. Yeah. Go home thì anh ấn vô cái này một cái là tự động đó, cái con camera nó sẽ tự hạ cánh luôn. Ấn cái nút này. Nó không hạ về vị trí. Không không không, ví dụ nó đang ở tuốt đằng xa thì nó sẽ tự bay về vị trí xuất phát và nó hạ cánh. Ở vị trí xuất phát. Yeah. Đó nè, nó tự hạ cánh nè. Đó. Thường chắc người ta sử dụng này thôi. Đúng rồi. Khi mà nó gần tiếp đất, nó sẽ hỏi mình là bây giờ bạn có muốn hạ cánh ngay cái chỗ mà bạn đã xuất phát hay không. Mình quất một cái qua là nó tiếp đất luôn. Xong. Và động cơ nên nó sẽ tự ngắt. Hết. Yeah. Đó, chỉ đơn giản vậy thôi, không có gì hết. Dạ, em cảm ơn. Dạ. Còn về những cái tính năng này thì anh em mình phải cất cánh ở trên trời thì em sẽ chỉ anh sau, tại vì cái những cái tính năng này nó cũng xịn lắm luôn, tính năng selfie. Hay là ví dụ mình chọn cái tính năng này, anh nhìn nè. Yeah. Gesture, mình giơ tay lên thì là nó chụp ảnh rồi. Hả? Yeah. Là hoặc là mình để cái kiểu như vậy nè, để kiểu này nè. Yeah, là nó chụp ảnh mình. Đó. Yeah, nó tự nhận vậy. Yeah. Nhưng mà mình phải đứng trước cái camera nó. Ngoài ra là tính năng active track là tính năng là mình sẽ quét vật thể. Mình sẽ quét cái vật thể, ví dụ đi em thấy anh Chu ở đây đang bơi. Yeah. Em quét chọn cái chỗ này. Rồi em nhấp cái chữ là star thì nó sẽ tự follow theo anh luôn. Anh bơi tới đâu là nó follow theo tới đó. Yeah. Ok, hiểu nha. Còn những cái tính năng này là tính năng được gọi là bay an toàn trong nhà. Có nghĩa là bật cái tính năng tripod mode này á, là nó sẽ bay cực kỳ chậm rù, để nó né được những cái vật thể mà nhỏ nhất. Ví dụ đi anh em mình lắc qua cái khe chỉ có từ đây cho tới đây thôi, mình muốn lắc qua chỗ này. Nếu mà mình định để ở chế độ là bình thường normal mode của nó sẽ không qua được đâu, tại vì nó quét vật thể từ đây cho tới đây là. Yeah. Nên suy ra nó không có chui qua được cái chỗ này. Nhưng mà nếu mà mình để cái tính năng này và mình vẫn thấy cái con flycam của mình thì mình vẫn có thể là đi thẳng qua luôn. Yeah. Rồi, tính năng nào để cần nói thêm không? Rồi, có một tính năng hay ở trong đây, có nghĩa là tính năng này có nghĩa là khi mà mình nhấp chọn cái tính năng follow me mode là mình cầm cái remote mình đi đâu rồi nó đi theo đó thôi. Yeah. Ha. Cái tiếp tục nữa là cái tính năng được cái tính năng gọi là point interest, có nghĩa là mình phải lựa chọn thứ nhất á, là tính từ cái điểm mà vị trí của cái con Mavic á. Mình lựa chọn lên cao tầm khoảng 6m thì nó mới cho lựa chọn tính năng này nha. 6m rồi từ cái vị trí đó mình đi xa ra, có nghĩa là anh tiến ra. Anh tiến ra tầm khoảng 5m, có nghĩa là mình lựa chọn cái vùng được gọi là trung tâm để mình quay xung quanh vòng tròn á. Ví dụ cô dâu chú rể họ cầm tay nhau đi. Thì mình chọn ok họ là vị trí trung tâm, mình chọn lên cao khoảng 6m và mình cách xa họ tầm khoảng 5m thì tự động nó sẽ quay vòng tròn, nó quay mình. Ok. Thì hiểu chứ không có GoPro đó. Ok. Đó, chỉ có những tính năng đó vậy thôi, nhưng mà sẽ có cái buổi, chắc là cái buổi mà em hướng dẫn riêng cho anh về cái việc mà anh em mình đi bay á. Nhưng mà đi bay không có phải là đi bay mấy cái chỗ này đâu nha. Tại vì đi bay mấy chỗ này là nó dễ theo kiểu mà ví dụ
em bay con em thì không sao, nhưng anh bay con anh quá là anh quất cho nó một cái nó. Ví dụ đi lúc đó nó không phải là, có nghĩa là cái hướng á, của anh đang di chuyển là nhiều lúc là anh, nó đang xoay qua đây, anh chuyển cho một cái nó bay vô hàng rào. Tại nó đâu có, nó đâu phát hiện là bên hông của nó có vật thể. Mình nhìn lúc nó bay trên không mình cũng không biết nó không, nhưng mà mình sẽ nhìn vô đây, mình thấy được cái hình. Mình nhìn qua điện thoại mình thấy cái hình. Đó, nhấp vô chữ Go Fly là mình thấy hình rồi. Anh cũng xài cái con này luôn. Thì em xài mấy con này mà. Mà em xài bình thường em đi quay mấy chương trình đi xe á, em sẽ được sử dụng con này. Nhưng mà anh mua qua mày là phí tiền, không khuyến khích mua. Chỉ mình đi quay kiếm tiền thì mình mới đi mua thôi. Con này bự gì hả? Nó bự lắm, con này nè. Ai nhìn cũng hết hồn như xe đua á. Rồi em tắt máy, nhìn em tắt máy nè. 1, 2. Tắt máy. Ấn giữ. Đúng rồi, ấn cái thứ hai giữ. Khi nào nó hiển thị ra chữ sách đao. Ok, yeah. Cái này cũng tương tự nhưng mà nó có nó ngắn gọn hơn nè. 1, 2. Thả tay ra là tự động nó tắt máy. Đơn giản vậy thôi. Rồi, để cho xem là cái việc mà em quay hôm qua hôm kia nè, cho xem là quay bằng con Mavic nè. Nè, chúng mình quay mấy thằng đua xe nè. Ở dưới sân Đại Nam á chú. Tại sân Đại Nam là của ông Dũng Lò Vôi á, ông vừa mở nè. Con nè, áo trắng nè, đang điều khiển con máy bay này nè. Đó, quay mấy xe phân khối lớn nè. Đó, đó. Không, cái clip này là chỉ là cái clip lưu lại sơ sơ trên đây thôi. Nè, còn cái clip nè. Đó, chú nhìn đẹp chưa? Ở sân ở dưới Đại Nam á chú. Đó, xe nè. Đó. Thấy không? Đó. Mà cái clip của tụi con là làm, con đang làm cho mấy anh chị á ở Sài Gòn mình á. Ù, đẹp lắm. Nhìn xe đi qua tới chỗ kia bắt đầu mình quay cái cảnh cái tay của họ. Xong cái quay tới cái chân của họ vô số bập bập. Xong rồi chứ thấy không? Lúc đó là mình mới đưa cái âm thanh của bô xe vô, lựa cái bô nào nó hay nhất mình thu âm vô. Rồi đưa lên clip rồi mà ví dụ họ rít tới đâu cả. Ví dụ đó thì trong cái clip á mình coi là nó vui lắm mà. Tại con thích cái giới phim giải trí này. Mấy cái này đồ công nghệ phục vụ cho cái mục đích này, sở thích của mình. Mỗi người có mỗi sở thích riêng mà. Với lại cái này anh quay ở chế độ nào thấy cái này đẹp quá vậy? Hồi nãy là cũng cái chế độ này để HD thôi á. Để HD là 1920. Đúng rồi. Hồi nãy của anh em mình là 1080x1920 đó. Tại vì mấy cái laptop của con ở đây nè, có nghĩa là nhân viên á, tại con xài MacBook thì không sao, nhưng mà nhân viên con nó xài mấy máy tính kia thì bắt buộc phải để là HD. Chứ mà quay chế độ cao quá thì nó không có sửa clip được. Từ từ, bây giờ em hướng dẫn tới là cái bộ sạc 4 pin. Thế nè. Còn nữa. Giờ kỹ kỹ đi. Cái này là cái túi sách thì nó giống như cái này thôi. Dạ. Rồi. Hôm nay mình đập con Mavic vô. Rồi, về nhà có gì cắt mấy này ra giùm em. Rồi, mình để ở túi ra. Đây, ở trong đây là nó có cái dây. Dạ. Để dây nó ra đây, thường là anh em mình sẽ cất cái con Mavic như vậy nè. Ở bên đây em có con Mavic. Sẽ lấy con Mavic này. Mình để vậy nè. Anh để kiểu này. Anh chuối đầu Mavic xuống á. Anh nhét nó vô. Đó. Ở bên đây là mình đựng remote. Nhét remote vô thôi. Dạ. Ok. Đó. Ở hai bên đây là mình đựng được hai cục pin. Hai cục pin. Nha. Tại ở đây là mình có một cái cục pin thông máy rồi. Về phần cánh nè. Dạ. Dạ dạ dạ. Của nó tổng cộng là có 4 cánh chú. Cái này ở trong đây là nó tặng cho mình là thêm một hộp tơ cuộn. Cái này em gắn cánh sẵn cho đi luôn hả? Dạ cũng được, cắn vô không được, bỏ vô cái vỏ luôn. Rồi, đây, có nghĩa là mình sẽ dư một bộ cánh. Ở trong đây có nghĩa là một cái hộp thang máy. Nó đủ cánh hết nhưng mà mình sẽ dư được bộ sơ cua. Ở trong đây, trong cái hộp này là mình sẽ có thêm hai bộ sơ cua nữa. Dạ. Chú em đang con người Việt lành mạnh không chú? Đỏ đàn. Tại vì một cái đỏ đàn thì mới làm ăn dài được. Đó, thì anh em mình sẽ ráp cái này vô. Ở đây. Nè, nè tiêu để nè. Đó. Dạ. Nè, 1. Cái thứ 2. Có nghe lại không? Nghe cái nha. Nè. Alo. Vậy em thả nó ra đâu vậy? Xong hả? Rồi, thả rừng luôn hả? Rồi, cảm ơn em nhiều nha. Rồi, bye bye em. Dạ, em cảm ơn em. Ở đây anh em mình sẽ nhấc xuống và anh em mình quay theo chiều, gần như nó sẽ ngược lại theo cái hướng lắp của này, nhưng mà cái quan điểm giống nhau là anh em mình sẽ phải ấn xuống quay theo chiều này hoặc quay theo chiều kia thôi hả. Mà hiện tại em ấn cho anh rồi nha, suy ra khỏi phải ấn ha, chỉ gỡ ra xài thôi. Lúc khởi động máy thì không có cần là phải bung cánh đâu, tại vì tự động nó sẽ bung cánh ra.
Rồi đó, này mình đây. Đó. Đây. Đó, ha. Đó, đơn giản thôi. Cái việc mà đi mở pin ra để sạc. Này mình bóp hai này ra. Bóp này giật ra thôi. Ok. Sạc pin. Bây giờ tới cái phần nói về phần sạc pin. Ở đây là cái bộ sạc 4 pin. À, bộ sạc 4 pin. Nhưng mà anh em mình chỉ có 3 pin ở đây thôi. Có nghĩa là bộ combo của nó chỉ có 2 pin trong đây và 1 pin gốc thôi. Mình sẽ thường xuyên sử dụng cái bộ này. Giờ gắn vô làm demo liền luôn nè, cho anh em mình xem liền luôn. Ở đây, nhìn ha. Quăng này qua đây rồi. À, rồi. Này mình gắn vô đây. Ha. Rồi, cái này là sạc với nguồn điện rồi. Ha, giật ra sạc với nguồn điện thôi. Cái này thì hồi nãy em nói rồi. Anh em mình sạc với cái remote. Gỡ này ra thôi, gỡ dây trên của nó ra nè. Rồi gắn vô thôi để sạc. Ha. Lúc xài thì nhớ đẩy vô lại nha. Đó. Cái này là anh em mình sạc cho cái bộ nguồn cho 4 pin. Bình thường là cái cách sạc pin mà của mỗi cái viên pin nó sẽ là như vậy. Nếu mà khách hàng họ không có mua cái bộ combo này thì thường là họ sẽ sạc. Yeah. Ok. Nhưng mà bây giờ anh em mình có bộ sạc 4 pin rồi, suy ra mình sẽ sạc dưới cái góc độ anh để ý cái dây nè, tụi nó thiết kế cũng thông minh á. Mang nước ngoài. Dạ, nè, nhìn nè. Đó, anh em mình gắn vô đây. Anh em mình gắn vô đây. Thì những cái cục pin khác thì anh chưa mở ra. Không, anh em mình chỉ có 3 cục thôi. Đó, chừng nào mua thêm cục nữa mới là 4 cục. Ok, nhưng mà bay 3 cục đủ chưa? Chắc đủ đó. Đủ không? Đủ. Tại mỗi cục là tầm khoảng anh em mình bay khoảng hơn 20 phút chút xíu. Ủa có 20 phút? Không, tổng pin của nó là quay 27 phút. Nhưng mà bay hơn 20 phút là nó báo pin là còn khoảng 30%. 30% là phải lo bay về vị trí xuất phát. Chứ nếu không cái khi mà nó, khi mà cái dung lượng pin của con này nó giảm xuống còn 10% là nó sẽ tự hạ cánh ở vị trí gần nhất. Có nghĩa là nó tự hạ cánh luôn. Nó tự hạ xuống. Anh hiểu chưa? Hiểu không? 4 cục pin chỉ xài được. Thôi, ở đây có 3 cục pin thôi. 3 cục pin xài được có 2 mét. Thì đâu, 3 cục pin là 60 phút chứ mỗi cục là 27 phút đó. Nhưng mà là mình xài chỉ cho là 20 phút đi. Thì mình có 1 tiếng. Đủ chưa? Đủ rồi ha. Ok. Đợi xíu email. Rồi. Giờ gỡ ra nè. Dạ. Rồi, ha. Dạ. Giờ gắn lại vô hộp nha. Dạ rồi. Về ra luôn cái clip hướng dẫn cho mấy đứa đệ tử coi á. À, đệ tử nè. À, đệ tử nè. Không, đệ tử coi, đệ tử nào thích thì coi. Làm cái clip cho quay người không. Cái càng nó vô nè. Ha. Cái này là cái đồ mà cố định gimbal khi mà anh em mình đựng trong hộp hoặc là di chuyển để cho nó khỏi sụp xịt cái gimbal thôi. Nhớ giữ kỹ cái gimbal nha. Tại cái gimbal này mà lỡ mà có bị gãy hoặc kia là thay cũng được 7 triệu á. Cái cục này đó. Nguyên cái cụm này chứ không phải cái cục này. Cái này nó đi theo cụm. Tụi hãng là nó bán theo cụm chứ nó không bán camera. Cái này anh em mình sẽ đẩy nó vô đây. Thì đẩy nhẹ thôi nè. Đẩy nhẹ thôi nha, đừng đẩy mạnh nha, nhẹ thôi. Rồi gắn vô. Xong. Dây. Hello. Gắn vô đây hết này nha. Trong cái hộp là nó vẫn còn dư là một cái cặp cắm sơ cua để dưới đây nha. Dạ. Okay. Cái túi của nó để dưới đây. Vậy anh có ai mà hướng dẫn training được bữa nay không? Hôm nay chủ nhật thì nhân viên không làm đâu, ngày mai. Ngày mai rảnh không? Ngày mai chắc có bài hội có đi bơi nè. Không, hôm nay chỉ có mình em ở cửa hàng. Còn bình thường thì có mấy bạn kia nữa. Để đi quay thử luôn á, mấy em bơi. Lựa chọn ngày khác đi, có gì em giúp cho. Yeah.